Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin tối nay thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Cố doanh gia Hồng Kông tặng trường đại học Harvard số tiền kỷ lục. Chống Trung Quốc, Philippines tìm hậu thuẫn từ Âu Châu. Mỹ, giới siêu giàu, giới nghèo càng nghèo đi. Sau đây là phần tin chi tiết. Một số tiền lên tới 350 triệu Mỹ Kim được hứa tặng cho trường y tế cộng đồng của Đại học Harvard, được coi là lớn nhất trong lịch sử lâu dài của đại học này, giới hữu trách của trường cho biết hôm thứ Hai. Tin cho hay, số tiền này sẽ giúp gia tăng nỗ lực nghiên cứu trong một số lĩnh vực, kể cả các bệnh dịch xuyên quốc gia. Món quà này là của một quỹ thiện nguyện do một cựu sinh viên, ông T.H. Chen, doanh gia phát triển địa ốc ở Hồng Kông thành lập. Ông Chen qua đời vào năm 1986. Trong một điều hiếm thấy đối với Đại học Harvard, thì trường y tế cộng đồng sẽ được đổi tên là Harvard T.H. Chan School of Public Health. Trước đây, chỉ có một trường duy nhất thuộc đại học này mang tên một cá nhân, đó là Harvard Kennedy School, tên của cố tổng thống John Kennedy. Khoa trưởng Julio Freck cho hay món quà trị giá 350 triệu đô la của tổ chức Morningstar Foundation sẽ giúp thay đổi nhiều điều như giúp cho các sinh viên và giáo sư nơi đây tìm ra cách ngăn chặn dịch bệnh Ebola và sốt rét, ung thư cũng như béo phì. Món quà tặng lớn nhất trước đây cho trường đại học Harvard University là số tiền 150 triệu để tài trợ giúp tài chánh cho sinh viên được trao hồi tháng 2 của ông Kenneth Griffin, người sáng lập công ty đầu tư Citadel. Tổng thống Benigno Aquino sẽ tìm hậu thuẫn từ các quốc gia châu Âu cho nỗ lực của Philippines nhằm giải quyết cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài một tuần ở các quốc gia châu Âu, kể cả Pháp và Đức, theo một giới chức Bộ Ngoại giao cho hay hôm thứ Hai. Ông Aquino cũng sẽ nêu lên đề nghị yêu cầu Trung Quốc ngưng tạo thêm căng thẳng trong vùng Biển Đông, một hải lộ rất quan trọng cho thế giới. Các hậu thuẫn này có thể qua hình thức ngấm ngầm chứ không cần phải nêu ra trong các văn kiện chính thức. Trung Quốc coi hầu như toàn bộ vùng Biển Đông một hải lộ quan trọng và cũng là nơi giàu có tài nguyên thiên nhiên là của họ. Điều này gặp sự phản đối của một số quốc gia trong vùng, kể cả Việt Nam, Philippines và Malaysia. Tuy khả năng quân sự yếu kém của Philippines khiến họ không thể trực tiếp đối đầu với Trung Quốc, nhưng ông Aquino đã sử dụng nhiều biện pháp ngoại giao và pháp lý, kể cả đưa sự việc ra Tòa án Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối không tham dự vào tiến trình phân xử này. Cuối cùng là tin liên quan đến Hoa Kỳ. Người siêu giàu ở Mỹ đang trở nên siêu giàu hơn, trong khi khoảng cách biệt giữa họ với những người Mỹ còn lại đang tiếp tục lớn thêm trong mấy năm qua. CNN trích dẫn báo cáo của Quỹ Dự trữ Liên bang. Theo nghiên cứu về tài chánh của người tiêu dùng được công bố mỗi 3 năm, thì Quỹ Dự trữ Liên bang nhận thấy giới giàu nhất chiếm 3% dân số toàn quốc, kiểm soát hết 54.4% của cải cả nước trong năm 2013, tức là cao hơn so với báo cáo của 3 năm trước. Con số trên cũng cao rõ rệt so với con số 44.8% của năm 1989. Trong khi đó, thì của cải trong tay 90% dân số thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội lại giảm xuống còn 24.7% trong năm 2013 so với 33.2% của năm 1989. Báo cáo cũng nhìn thấy mức thu nhập của người Mỹ. Trong khi thu nhập trung bình của người Mỹ sụt bớt 5% giữa năm 2010 và 2013, thì 3% dân số có địa vị trên chấp cao chiếm hết 30.5% của tất cả thu nhập. Hoa Kỳ chiếm 42% triệu phú của cả thế giới và 49% trong số họ có tài sản trị giá trên 50 triệu đô la. Với giới trung lưu, thì ông Edward Wolff, giáo sư kinh tế của trường đại học New York University, đưa ra câu trả lời, người Mỹ có khuynh hướng nghĩ rằng giới trung lưu của họ là giàu nhất thế giới. Nhưng đứng trên phương diện của cải thì họ bị xếp hạng tương đối thấp trong các nước kỹ nghệ chính. Vụ khủng hoảng nhà đất khiến cho giới trung lưu bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào cuối thập niên vừa qua. Trong năm 2010, thì tài sản trung bình của gia đình trung lưu là 77.000, tức giảm dần 40% so với năm 2007. Lương không tăng trong hơn một thập niên là yếu tố khác cản trở việc làm giàu của người Mỹ. Thu nhập trung bình của họ trong năm 2012 là 51.017 đồng, so với 56.080 đồng của năm 1999.
Vừa rồi là bản tin buổi tối ngày thứ Hai 8 tháng 9 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.